ơi, em không được rồi. Anh níu kéo em rất nhiều lần nhưng mà em vẫn cảm thấy em không có tiếp tục được với anh. Anh xin em ạ, anh còn yêu em nhiều lắm. Anh có biết không, lúc đầu em yêu anh là bởi cái gì? Mỗi lần em nhìn mặt anh, em cảm thấy em rất là hứng thú về anh. Em nhìn mặt anh là em cảm thấy ăn món gì cũng cảm thấy nó rất là ngon. Còn giờ em nhìn mặt anh không thể ăn cơm được nữa. Hả? Ăn cái gì cũng không có nuốt vô được. Chính vì điều đó em càng ngày càng bị gầy đi. Bây giờ em chỉ còn xương không. Em không thể yêu anh được nữa. Em thôi đi. Lý do chia tay nó có nhiều loại lý do lắm. Nhưng mà anh chưa gặp cái loại lý do này bao giờ. Chia tay chỉ vì nhìn mặt không ăn được hay sao? Đúng rồi anh. Là em hết hứng với mặt anh rồi đúng không? Đúng rồi anh. Bây giờ sao giờ? Em là con người em phải sống, em phải ăn. Nhưng mà tại sao em không lựa cái lúc nói lời chia tay? Lựa đúng cái hôm anh bị tai nạn, vào bệnh viện nói lời chia tay là sao? Tới bây giờ anh chưa đủ xui hay sao mà em... Anh, cuộc sống mà, cái gì cũng phải vượt qua tự bản thân mình, đúng không? Coi như là đây là trời thử thách anh đi. Anh vượt qua cái này, ai biết được cuộc sống của anh nó sẽ tốt hơn, sáng sủa hơn, đúng không? Cảm ơn em. Em chia tay mà còn động viên anh nữa. Em là một người rất là có tâm. Có tâm là có cái gì? Tâm. Thôi, em đừng nói nữa. Nếu em đã không còn yêu anh thì em đi đi. Đừng để anh nhìn thấy mặt em nữa. Ủa, đi thật luôn hả? Đúng là lúc yêu thì thắm thiết lắm, lúc yêu thì ca ngợi lắm. Lúc chia tay, lúc chán rồi, lúc hết hứng rồi, ra đi không để người ta nhìn luôn. Con nghe mẹ ơi. Cái gì? Trời ơi, mẹ ơi, con đã nói là con chưa muốn cưới vợ. Mẹ cứ 2-3 bữa mẹ ép con bắt một lấy một đứa, 2-3 bữa lấy một đứa. Giờ cái làng mình gần lấy gần hết rồi. Mẹ mà nọ cứ ép con cưới, con về con cưới bà hàng xóm luôn á. Trời ơi, tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Ra đường thì bị tung xe, vào bệnh viện thì bị bồ bỏ. Bây giờ bố mẹ gọi điện ép cưới luôn. Trời ơi, còn cái xui gì tới với tôi nữa không? Ủa, bệnh viện thì lo chăm sóc bệnh nhân đi, còn cho đoàn quay phim mướn nữa hả? Quay phim đâu gì? Ra? Ta đâu có quay phim gì đâu. Không quay phim sao tự nhiên vào bệnh viện mặc đồ cổ trang cha? Ta chính là thần nghiệp của ông đó. Thần gì? Thần nghiệp. Trước giờ là chỉ nghe có thần tài này, rồi thần rớt này, cùng lắm là thần thái. Bữa nay còn có cả thần nghiệp nữa. Ông thuộc dạng thần kinh đó, hiểu không? Nghe ta nói đây, sở dĩ ông bị bạn gái chia tay ngay lúc này, tất cả đều có lý do của nó. Ông nhớ lại đi, mối tình trước của ông, cô gái đó yêu ông rất là nhiều, hết lòng thương ông. Nhưng ông không hề yêu cô ta, chỉ dùng cô ta để lấp khoảng trống của mình. Vậy mà đi đâu cũng đem theo hết. Thì lúc đầu nhìn mặt cô ấy hứng, và sau hết hứng thì chia tay có gì đâu. Thì bây giờ ông cũng bị như vậy. Thì cái đó là trùng hợp thôi. Còn nữa, ngay cả chuyện ông gây tai nạn cho người khác cũng không phải đơn giản là tự nhiên đâu. Ông nhớ cách đây khoảng 3 năm, khi ông đi trên đường, bắt gặp một người bị tai nạn. Cậu bé chỉ từng 15-16 tuổi thôi, ánh mắt đang cầu cứu ông. Ông chẳng bận gì cả, không, lướt qua cuộc đời của người đó. Không, sao không dừng lại mà cứu người khác? Không phải là một con người đáng nhẽ sẽ dừng lại, nhưng mà lúc đó nó chỉ còn có 2 giây đèn xanh thôi. Nếu như mà tôi dừng lại cứu đứa bé đó thì nó trôi qua đèn đỏ, tôi chạy lên tôi phải dừng, nó phí thời gian. Im đi, vô đạo đức.
chỉ còn nói ra được à? Thì mình không cứu người này thì có người khác cứu. Nghiệp đó có nhiều loại nghiệp lắm. Khẩu nghiệp là để nói ra, mình suy nghĩ trong đầu muốn hại người ta gọi là ý nghiệp, còn Quỳnh Lập mà gây nghiệp gọi là lập nghiệp, hiểu không? Lập. Nó có nhiều loại lắm. Ông thuộc tất cả các loại nghiệp đó rồi. Nghiệp đổ nặng trên vai rồi, né không nổi đâu. Ông chờ mà xem. À, là tất cả những cái gì mà từ trước tới giờ tôi bị xui là do ông đó hả? Đâu phải do ta. Nghiệp là do mình gây ra, tôi chỉ là quả báo của ông mà thôi. Cái gì mà do mình gây ra, tôi có làm gì đâu. Tôi bỏ người ta, tôi có hại người ta gì đâu. Rồi tôi không cứu đứa bé đó gì, thì có người khác cứu, có cái gì đâu. Hãy chịu đựng nghiệp của mình đi, đừng nói nữa. Khoan. Trời ơi, ổn chưa? Hả? Ổn chưa? Ổn cái gì? Trời ơi, công nhận á nha, mày đúng là may mắn thiệt luôn á. Mày nghĩ sao mà hả, đụng ta bay cái nóc xe luôn mà cái nắp nã mày còn y nguyên à. Mày điên hả? Mày là mày hên lắm luôn á. Này, cái này mới là khẩu nghiệp này, đúng không? Hả? Ai núp lùm cây hả? Chuyện ai vậy? Thằng mất dạy. Chửi tao, tôi vô thăm mày, chửi tao. Mày là thằng bạn không ra gì hết đó, tao không có loại bạn như mày. Mày đừng nhìn mặt tao nữa. Trời ơi, mày điên hả Khoan? Đừng nói nữa. Đừng nói vậy. Mày bị điên rồi. Nghe mày nói nè, mày tông người ta nằm trong bệnh viện kìa, hiểu không? Bây giờ phải chờ coi người ta làm sao. Mà tao hy vọng là người ta không có bị gì hết, hiểu không? Tao có lên núi, tao thỉnh cho mày đó, một cái bùa bình an, hiểu không? Đó, cái bùa người ta có bay lớn rồi, bình an rồi. Tao thỉnh cho mày cái bùa gấp 10 lần người ta nè, để cho mày thiệt là may mắn, mày hiểu không? Cho mày vượt qua cái tai nạn này. Chứ xui gì mà xui dữ vậy? Tốt vậy luôn đó hả? Trời ơi, đeo cái này vào nè, có hết nghiệp không? Hết luôn. Bùa bình an mà giống cái gương cầm tay quá ha. Gương cầm tay cạn người ta đi, sao nói nhiều thế nhỉ? Ê, trời ơi, điên rồi. Nói chuyện nha, nói chuyện hoài vậy. Ủa, là mày không thấy hả? Thấy gì? Đây nè, có thấy không? Tao đau nha, nha. À, có thấy không? Ngồi yên đi nha. Đừng có đi đâu hết nha, mày ngồi đúng cái vị trí cái ghế này nha. Ừ. Tao kêu bác sĩ ra khám cho mày liền nha. Đợi yên, đợi yên nha. Trời ơi, tin ta chưa? Này, hóa ra ông là thần nghiệp thật hả? Đúng. Trời ơi, chụp hình selfie một cái không? Lần đầu được gặp thần nghiệp. Khoan, mày nhớ kết bạn Facebook để tắt vô nghe không? Facebook tên là cái gì? Thần nghiệp luôn đó. Thần nghiệp luôn hả? Rồi, thấy mặt tao ác ghê chưa? Mỗi lần gặp cái gì sẽ lôi hình này ra chửi. Mày điên à? Chứ sao nữa? Này, hồi nãy bạn tôi tốt như vậy mà ông bắt tôi phải chửi bạn là sao? Nghiệp chướng của ngươi mà ngươi phải thực hiện chứ. Trắng sáng tinh tươm, ta là thần phước, chuyên ban phát may mắn và phước lành cho người đời. Ngươi đeo cái vòng ngọc bội may mắn đó, ta sẽ gia hộ độ trì cho ngươi. Bé Phước à, ừ? Nói chuyện giống cô giáo vậy. Ô, lâu quá không gặp anh Nghiệp. Dạo này phốt phát dữ. Ngươi biết lý do tại sao không? Con người bây giờ họ sống á, ít để ý tới Phước lắm. Sống vô tư lắm, không có lo tích Phước, cho nên nhìn ta đi, Phước rất mỏng, còn trong kia Nghiệp tụ toàn thân. Mập như con heo đã dậy hô nữa, sát thương rất cao. Im đi. Wow, ông là từ cái này chui ra hả? Chính xác. Em ơi, vậy là từ bây giờ ông xuất hiện là tôi sẽ gặp may mắn đúng không? Đúng như vậy. Ây, ngươi yên tâm đi, những cái gì mà ngươi gây ra đều có ta đỡ hết. Ta không tin. Vô lý, Phước đâu? Từ từ nó tới. Trời, may quá. Bác sĩ, sao anh không nghỉ dưỡng mà đi ra đây chi vậy? Ngồi xuống. Ra ngoài này cho nó thoáng. Với lại ra ngoài này gặp mà hai ông thần. Ra ngoài này không gặp ai hết. Hồi nãy đi từ xa tôi thấy anh nói chuyện có một mình ơn nè. Có gì lát nữa tôi sẽ cho người khám thêm về thần kinh cho anh. Có lẽ là chắc là do tâm lý anh không được ổn định lắm á, bởi vì anh vừa mới gây tai nạn mà. Nhưng mà anh yên tâm đi, không sao đâu. Bởi vì tôi có một tin vui muốn mang đến cho anh.
À, tin vui gì bác sĩ? Anh nhìn ai vậy? À, mỗi lần vui con em thường nhìn về phía bên trái. Trái là thấy thoải mái. Thì cái tin vui là cái người mà anh gây tai nạn cho họ đó thì họ không bị sao cả. Và cái gia đình của họ cũng không có đền bù gì hết trơn á. Và cái vết thương của anh nó cũng không sao hết. Nó chỉ cần vài ngày nghỉ dưỡng là nó sẽ lành ngay thôi. Trời ơi, đúng là thần Phước tôi có khác không bị gì hết. Mày nói mà. Trời ơi, cảm ơn thần Phước nha. Anh ơi, anh hả? Ủa cả đâu? Anh bình tĩnh lại. Cái này là tin vui, anh phải bình tĩnh lại chứ. Thì nãy giờ đang bình tĩnh mà thì nghe. Không, tôi cảm nhận là anh không bình tĩnh. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với bên trái. Bên trái là thoải mái, cứ quay vậy đi. Bên trái không có cái gì cả. Anh thấy đó, không có cái gì cả. Anh bị gì vậy? Nhưng mà đây có mà, đây là bên này trái Phước phải nghiệp đúng không? Tạo Phước đi. Trời ơi, đẹp quá bác sĩ ơi. Bác sĩ gì mà xấu thế? Phước. Bác sĩ nhìn đẹp quá. Phước. Đẹp. Phước. Thôi đi. Thằng gì mà lộn xộn thế? Anh ơi, không mấy tôi còn một tin nữa, tôi thông báo cho anh xong rồi tôi tranh thủ tôi đi ra ngoài tôi kêu người tới khám cho anh nha. Bác sĩ ơi, anh đứng xa tôi ra đi, mình nên có khoảng cách với nhau. Tin vui may mắn gì nữa đây hả bác sĩ? Không, cái này không phải là tin vui, nó là tin buồn. Không thấy được đâu. Có một mình anh thấy à hả? Tin buồn gì bác sĩ? Nó là tin buồn. Anh nên bình tĩnh nghe tôi thông báo nha. Anh đang bị suy tim rất nặng. Anh có thể chết bất cứ lúc nào. Anh phải thật bình tĩnh. Anh đừng có như vậy. Anh bình tĩnh vô. Anh hiểu không? Anh có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên là bây giờ còn cái gì chưa làm được anh hãy cứ làm đi. Nhớ nha, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Bình tĩnh đi, tôi sẽ kêu người đến khám cái não cho anh nha. Còn cái tim của anh thì anh đừng lo, bởi vì anh có thể chết bất cứ lúc nào. Trời ơi. Không có bác sĩ nào mà nghiệp mà tối ngày chù bệnh nhân có thể chết bất cứ lúc nào. Đi qua phù độ cho bà đi. Đi đâu mà buồn. Nghiệp mình tới rồi, phải lãnh chứ. Vui lắm. Không sao, hãy có niềm tin vào cuộc sống, ta sẽ giúp cho người. Hãy tin vào chính bản thân. Vui lên giống tôi này, bị tim rồi. Có thể chết bất cứ lúc cái nào. Cái đó là bị điên, không có vui. Cái đó là bị điên, mình phải lạc quan lên. Tinh thần lạc quan sẽ kéo cái Phước về, hiểu không? Mình phải lạc quan cho dù mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này. Vô lý. Hiểu chưa? Làm gì cái chuyện lạc quan mà có thể sống tiếp được. Vô lý. Cứ đợi đi. Đợi đi. Đợi cái chết đi. Trời ơi, may mắn mới tới mà bây giờ bị tim luôn. Thật. Anh ơi, anh. Có chuyện gì xảy ra cũng cứ phải bình tĩnh nha. Có nhiều thứ mà nó xảy ra mà mình không thể biết trước được. Cho nên là có chuyện gì đau buồn cũng cố kìm nén, cười cười lên nói chuyện đi nào. Anh ơi, tại sao gia đình tôi cứ lần lượt bỏ tôi đi hết người này tới người khác? Ba tôi, má tôi, rồi bây giờ là những đứa em của tôi. Có lẽ là từ đây cho tới cuộc đời tôi sẽ sống một mình. Như ngày xưa tôi đã từng đối xử không tốt với mọi người. Anh vẫn còn sống mà.
anh còn đứng được ở đây, còn khỏe mạnh được thì anh phải có một niềm tin vào cuộc sống chứ. Này, tôi bị bệnh tim này, có thể... Tôi không cần sống. Không có đau đớn nào bằng phải nhìn những người thân của mình lần lượt ra đi. Và tôi không cần sống cho tôi. Tôi chỉ cần thấy những người thân của tôi hạnh phúc. Nhưng mà chắc đây là quả báo của tôi. Hôm nay sẽ là ngày tôi chứng kiến đứa em cuối cùng của tôi sẽ đi gặp ba má tôi. Đến khi người ta mất rồi thì mình mới thấy giá như. Mà trong cuộc đời mình nói hai chữ giá như có nghĩa là không bao giờ thay đổi được. Chữ giá như đồng nghĩa chữ muộn rồi, và cũng đồng nghĩa với phải lãnh hậu quả của mình. Phước của ta có thể xoay chuyển hết tất cả mọi thứ. Thần Phước ơi, bây giờ ban may mắn cho anh ấy đi Thần Phước. Giống như là... Không được. Ông làm gì đi? Ngươi là người sở hữu miếng ngọc bội này, ta chỉ có thể ban may mắn cho ngươi thôi. Ta không thể nào mang may mắn cho người khác được. May mắn là con là cái gì? Nhưng có thể giúp ngươi sống đến cuối đời, hiểu chưa? Con bị tim mà làm sao sống tới cuối đời được? Sẽ có người thay tim cho ngươi. Em của tôi, khi nó còn tỉnh táo, nó nói rằng là nó sẽ hiến tim cho bất kỳ ai có thể nhận được quả tim của nó. Bây giờ thì nó hôn mê rồi. Bác sĩ nói hiện tại chỉ là máy chạy thôi, chỉ cần rút ống ra là mọi chuyện kết thúc. Ngươi thấy chưa? Đó chính là may mắn và phước phần của ngươi. Ngươi phải lấy cái phước phần của mình, hiểu chưa? Còn có thể làm cho nó tỉnh dậy chỉ có phép màu. Nhưng trên đời này thì làm gì có phép màu. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đưa miếng ngọc bội cho người ta là ta đâu có phù hộ cho ngươi được. Ngươi không có cơ hội để thay tim, ngươi sẽ chết. Đưa ngọc đi, em trai anh ta sẽ khỏe lại, không còn chết nữa. Không được đưa ngọc, ngươi phải giữ mạng sống cho chính bản thân của mình để còn làm nhiều chuyện tốt khác nữa. Ngươi hiểu không? Đi. Nè, ngươi hiểu không? Đi. Nè. Cái này là thằng bạn của tôi nó đưa, nó xin ở trên núi đó. Là đeo cái này vào là sẽ được gặp thần phước. Giống như tôi này sẽ có người hiến tim này, đeo vào là em của anh sẽ được tỉnh lại. Dù sao cảm ơn anh. Nhiều người an ủi tôi vậy lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện mà em tôi tỉnh lại đâu. Lại có chuyện gì nữa vậy? Anh Giang, anh nên tránh xa bệnh nhân này. Ảnh không được bình thường về thần kinh chút xíu. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Gì vậy bác sĩ? Tôi biết rồi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi nghĩ là chuyện này anh cũng phải nên chuẩn bị tâm lý thật là kỹ. Tôi biết rồi. Em trai của anh, cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Em trai của anh tỉnh lại rồi đó. Bây giờ anh chạy vô liền đi. Yeah. Gặp anh đó. Yeah. Tỉnh lại rồi. Tỉnh lại. Anh sao vậy? Anh sao vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tim đã bắt đầu trở nặng. Không ai hiến tim cho cậu nữa đâu. Tôi sẽ kêu người để giúp. Không, 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 quay lại. Ai hiến tim cho cậu? Em trai anh ta khỏe lại rồi, tim đâu mà thay cho cậu nữa. Cậu giật lại cái dòng đi. Giật lại đi. Bây giờ ta không thể nào giúp cậu được. Cậu hiểu không? Bây giờ cái ngọc bội đó thuộc về người khác rồi. Thật ra nãy giờ tôi bị đau bụng thôi chứ không phải đau tim. Mày đi không phải, mày đau bụng thật mà.
là tao hết hồn. Mỗi lần cảm xúc, mỗi lần sung sướng ra không biết tim không thấy đau mà bụng đau à. Hết hồn cái gì? Hết thì dẹo phải mừng chứ. Tôi mới điên nè. Đau chỗ nào ôm chỗ đó. Bụng nằm trên ngực à. Ôm trên ngực để lật tẩy ông, để cho biết bộ mặt thật của ông như thế nào. Cái mặt đen như bộ đồ rồi. Nếu như mà hồi nãy tôi không trao miếng ngọc á thì chưa chắc em của cậu đã tỉnh lại. Ừ. Cuộc sống này mình cứ làm điều tốt đi đã, dù chỉ là nhỏ thôi. Nhưng tim cậu sẽ không có cái để lại. Cậu sẽ chết bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào cũng được, nhưng quan trọng bây giờ chưa chết. Đúng vậy, ta thì phù hộ cho những người đeo cái vòng, nhưng mà chàng trai này cứ làm phước nhiều vào sẽ có nhiều ông thần phước khác phù hộ cho cậu, hiểu không? Nhưng mà thôi, nãy giờ đùa nhiêu đủ rồi. Thật ra ta cũng phải thần phước gì, thằng cha này cũng phải thần nghiệp gì đâu. Thật ra trên đời này nghiệp hay phước là do con người tự tạo ra. Ta có điều khiển được gì đâu, làm gì thì hưởng đó. Thật ra tụi ta chính là hắc bạch vô thường. Tính lên đây bắt hồn ngươi mà cảm giác như là số ngươi chưa có tận nên chẳng bắt được. Cuối đời còn làm phước được nữa mà. Đúng rồi, dần sao ông? Bây giờ đi về thôi. Ê mà không được, Diêm Vương bữa nay phải có người chết. Đúng vậy. Hai đứa mình đi vòng vòng trần gian đi. Ok, đứa nào nghiệp. Đứa nào mà nghiệp. Đúng rồi, đứa nào nghiệp bắt nó về. Ừ. Rồi, đi kiếm nghiệp thôi.